Nhật Việt xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng đàn co B1. Phần thứ nhất tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chính là phần sau, chọn tiếng. Trên đàn co B1 cho chúng ta có tổng cộng là 8 tiếng, từ tiếng piano cho đến tiếng cuối cùng là electric organ. Các bạn muốn chọn tiếng thì các bạn bấm vào phím sau ở đây. Với mỗi một lần thao tác thì âm thanh nó sẽ thay đổi. Và đây là tiếng cuối cùng. Khi mà các bạn thao tác thêm một lần nữa thì trên đàn của các bạn nó sẽ trở về tiếng piano mặc định. Rồi các bạn cũng có thể chọn nhanh về tiếng piano mặc định của mình bằng cách là các bạn bấm vào phím piano play bên đây. Trở về tiếng piano mặc định. Ngoài ra các bạn có thể thao tác chọn nhanh các tiếng mà các bạn muốn chọn. Ví dụ như các bạn muốn chọn tiếng electric organ thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn sẽ giữ hai phím phím xanh này. Đồng thời các bạn sẽ chọn nhanh cái phím của electric organ, đó chính là phím Do 2. Rồi. Tương ứng với lại 8 tiếng thì trên đàn co B1 bắt đầu từ phím Do 1 cho đến phím Do 2. Khoảng này thì nó là 8 tiếng cho các bạn chọn nhanh. 3 phím đầu tiên là phím của piano. Phím tiếp theo là phím của electric piano, harpsichord, và hai phím này là của electric organ. Phần thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chỉnh độ tết mạnh nhẹ của đàn. Trên đàn co B1 cho chúng ta 3 mức tết là mức nhẹ, mức vừa và mức mạnh. Để vào chỉnh được chức năng của độ tết trên đàn thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn giữ hai phím phím xong ha. Rồi, đồng thời các bạn sẽ đánh vào một trong 3 phím tương ứng ở đây. Re2, Mi2 hoặc là Fa2, tương ứng với là nhẹ, vừa và mạnh. Mặc định của đàn cho chúng ta là mức vừa. Ở đây tôi sẽ chọn là mức mạnh. Khi đó tôi đánh nhẹ thì đàn sẽ kêu nhỏ, tôi đánh mạnh thì đàn sẽ kêu to. Phần thứ ba tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chính là phần chăng bouge. Và các bạn lưu ý một điều nha. Các bạn sẽ lấy phím Do 3 sẽ làm chuẩn. Ở đây bắt đầu từ phím Do 3, các bạn giảm xuống một phím nốt thì tương ứng với là -1, -2, -3, -4, -5 và -6. Thấp nhất là -6. Kể từ nốt Do 3 này các bạn lên một phím nốt, đó chính là +1, +2, +3, +4 và +5. Rồi để chăng bouge được thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn giữ hai phím này vào chức năng của phím xanh. Mình muốn +3 thì mình sẽ lấy nốt Do 3 làm chuẩn. 1, 2, 3. Tôi sẽ đánh vào nốt phím này. Khi đó tôi đánh vào tông Do thì nó sẽ ra là tông của mi giáng trưởng. Tôi đánh tông La thì nó sẽ ra là tông Do. Tôi sẽ ví dụ. Ở đây âm đang phát ra chính là âm của mi giáng trưởng. Tôi đang đánh La trưởng. Nó đang sẽ phát ra là tông Do. Tương tự như vậy, các bạn không muốn chăng bouge thì các bạn sẽ bấm hai phím này, đồng thời đánh phím Do 3, thì đàn sẽ trở về mặt tiền bình thường, không tăng giảm. Phần thứ tư, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh FS trên đàn co B1. Trên đàn co B1 cho chúng ta hai FS, đó chính là tiếng reverb và chorus. Để chỉnh được tiếng reverb và chorus, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn bấm hai phím này, chúng ta vào chức năng của phím xanh. Đồng thời, các bạn đánh vào phím Son 3 nếu các bạn muốn on reverb. La 3 nếu các bạn muốn off reverb. Son thăng 3 nếu các bạn muốn on chorus. Si giáng 3 nếu các bạn muốn off chorus. Ở đây tôi ví dụ tôi sẽ lấy tiếng reverb on lên. Nó sẽ có tiếng vang của reverb. Rồi các bạn nghe đó, nó có tiếng gió nhẹ của reverb đó, tiếng vang. Rồi các bạn muốn up reverb đi thì chúng ta sẽ thao tác. Giữ hai phím này. Đánh vào phím La 3. Phần thứ năm tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là phần metronome. Trước tiên là thời tempo của metronome. Rồi trước khi để vào tempo của metronome thì các bạn cần lưu ý như sau. Các bạn sẽ lấy nốt Do 4 làm chuẩn. Ở vị trí Do 4 này các bạn nhớ giá trị của metronome sẽ cho phép là 100. Re 4 giá trị của metronome là 10. Và nốt Mi 4 giá trị của metronome sẽ là hàng đơn vị. Rồi, ví dụ tôi sẽ chọn cho mình tempo của metronome là 125 thì tôi sẽ thao tác như sau.
tôi sẽ giữ hai phím này vào phím xanh. Đồng thời tôi sẽ đánh vào nốt đô 4 một lần để được giá trị là 100. Rê 4 hai lần để được 20. Và đánh nốt mi 4 5 lần để được giá trị là 5. Rồi tôi buông tay ra. Khi đó metronome của tôi đang chỉnh là tốc độ 125. Tiếp đến, metronome trên đàn co B1 cho chúng ta có 4 loại nhịp, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4 và nhịp 6. Để chỉnh được các loại nhịp, các bạn thao tác như sau. Các bạn sẽ thao tác là bấm hai phím này, đồng thời các bạn đánh thêm nốt pha 4. Tại vị trí nốt pha 4 này, các bạn đánh lần đầu tiên thì nó sẽ làm nhịp 2, lần tiếp theo là nhịp 3, tương tự là nhịp 4, nhịp 6, sau đó là nó trở về mặc định là 0. Và tiếp tục là 2, 3, 4, 6. Ở đây tôi với lấy ví dụ, tôi sẽ đánh nhịp 3, thì tôi sẽ đánh 2 lần. 1, 2. Thì metronome của tôi sẽ gõ là nhịp 3. Và kế đến tôi muốn chỉnh điệu lớn nhỏ của metronome, thì tôi sẽ giữ hai phím này luôn. Sau là piano play. Đồng thời đánh phím son nếu muốn chỉnh độ lớn. Hoặc đánh phím la 4. Hoặc là tôi muốn cho metronome tôi nhỏ tiếng đi. Rồi, sau khi chỉnh xong, thì tôi sẽ mở metronome lên. Các bạn lắng nghe thử. Rồi, metronome tôi đang gõ là nhịp 3. Phần thứ 6, phần mở nhạc mẫu trên đàn co B1. Các bạn muốn mở nhạc mẫu trên đàn co B1 thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn giữ hai phím này đi vào chức năng của phím xanh. Đồng thời các bạn sẽ đánh một phím tương ứng từ đô 6 cho đến đô 7. Chúng ta có 8 phím. Thì tương ứng và trên đàn co chúng ta có 8 bản nhạc mẫu. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ, tôi sẽ đánh phím đô 6 tương ứng với bản nhạc mẫu số 1. Rồi, nhạc mẫu sẽ từ đàn. Nếu mà muốn tắt nhạc mẫu đi, các bạn bấm hai phím này. Phần cuối cùng, phần thứ 7, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chức năng của pedal. Trên đàn co B1HB có 3 pedal theo thứ tự từ trái qua phải. Thì pedal đầu tiên của nó là half pedal. Có nghĩa là khi bạn đánh với một lực tay là 10, âm thanh phát ra là 10. Khi mình đạp pedal lên thì nó sẽ giảm đi phân nửa, chỉ còn phát ra là 5. Tôi sẽ lấy ví dụ, tôi sẽ đánh một lực là 10. Và tôi đạp pedal lên. Âm thanh đã giảm đi một nửa. Tôi sẽ làm lại. Giở pedal lên. Đạp pedal. Đây chính là chức năng của pedal thứ nhất, half pedal. Pedal thứ hai là centennial pedal. Có nghĩa là khi các bạn đánh xuống trên đàn một phím và đạp pedal thì nó sẽ giữ lại phím đó. Và tôi đánh phím đô. Tôi đạp thì nó lại giữ tiếng đô cho mình. Giở pedal lên thì nó sẽ ngắt. Các bạn lưu ý nha. Đánh xong rồi mình đạp pedal thì nó mới giữ. Các bạn đạp trước thì nó sẽ không giữ. Và một điều quan lưu ý nữa các bạn là khi mình đạp pedal rồi đó thì những nốt sau pedal thì nó sẽ không giữ lại tiếng đó. Đạp. À, các bạn nghe đó. Và pedal thứ ba là chính là pedal damper. Khi bạn đạp pedal rồi thì các bạn những nốt sau đó bạn đánh thì nó sẽ giữ hết toàn bộ cho các bạn. Và tôi đạp pedal lên. Đó là chức năng của ba pedal trên đàn co B1HB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.